Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Yamaha RM xây dựng theo phong cách đường đua. Được biết cái chiếc Yamaha RM là phiên bản giới hạn được thiết kế dựa trên phiên bản R1, số những món đồ chơi đắt tiền hơn. Đến với những thay đổi lớn nhất trong clip hôm nay, cái mẫu RM được xây dựng theo hình thức sử dụng cho đường đua với ngoại hình vô cùng ấn tượng. Đầu tiên, ngoại hình được tùy biến theo cái cuộc đua Superbike, từ bỏ những món đồ chơi không cần thiết, giúp tăng thêm tính linh hoạt của con xe, giúp em ấy giảm đi cái trọng lượng tối thiểu. Điển hình như cái đèn pha, gương hậu, cánh bụng sau, đèn tín hiệu vân. Thay vào đó là những màu sắc trở nên nó bật hơn, với dàn áo tiềm đấu được đặt cái tên model R1. Đặt ngay tay cầm đó là một cái bộ cụm phanh Brembo Costa, cái càng bởi bờ tay lái test, cái cụm đồng hồ hiển thị chuyên dành cho đường đua. RM sở hữu trên mình hệ thống chèo trước sau, thương hiệu đến từ Holland Thụy Điển nổi tiếng, giúp cho việc điều chỉnh tăng cường cái sự ổn định tốt nhất của con xe. Những thay đổi đáng nhắc đến khác bao gồm như cái mâm Osex Racing làm từ hợp nhiệt ma nhề với trọng lượng nhẹ, độ cứng rất cao. Tiếp đến, khả năng dừng phanh được tăng cường hiệu sức làm việc thông qua cái cặp phanh trước là Brembo Stema hệ mới nhất, đĩa Brembo, trong khi phanh sau là cụm phanh Brembo Niken 2 vít đã xứng. Cho cỗ máy tốc độ này còn được người chủ trang bị một cái dàn ống xả Aros Titanium Full System, giúp phát huy hết sức mạnh tiềm tàng và cho ra thứ âm thanh vô cùng ấn tượng. Exciter cho 10, độ hoàn hảo, phong cách I15 ZR Malaysia đầy quyến rũ. Sắc đẹp của con Exciter 10 bên dưới đây không chỉ thể phủ nhận được khi chủ xe đã trang bị quá nhiều món đồ chơi đỉnh, kết hợp cùng phong cách dàn áo đậm chất dấu ấn của Malay được order về để làm nó bật con ngựa chiến của mình. Đặc điểm đầu tiên mà mình mê mệt bản độ này là phần đầu xe được cắt gọn nhìn cũng rất ấn tượng, kết hợp cùng với kính hậu zin được mơn xay cũng rất là tiện lợi khi gỡ xe. Cắt gọt thế này sẽ cho chủ xe thêm nhiều không gian hơn để quét ra cái bộ cụm công tắc Duno ở bên trái và cụm máy tiếp ít tích hợp với khả năng là tắt máy nhanh vô cùng tiện lợi. Cho anh em đậu xe đèn đỏ tắt có thể máy nghỉ ngơi. Ngoài ra trên cái phần đầu còn có thêm một cái chất liệu là mica trong suốt. Nó muốn ngộ đồ chơi được kịch độc là không bao giờ là có ở Việt Nam, chủ xe phải order từ Malay. Phía sau cái mặt đồng hồ là Casio với nhiều tính năng hiển thị LCD đi kèm cùng với 7 màu sắc nền cho chủ xe hồ lựa chọn. Trên đầu còn được trang bị cụm thắng của Brembo AZ19 đảm nhiệm cái chức năng giảm tốc nhanh cho cái phanh đi trước. Bên cạnh đó cái bộ cụm còn cho người dùng khả năng là canh dầu siêu nhanh thông qua cái ốc gió có sẵn trên cụm. Bên cạnh là cụm tăng tốc Duno để rút ngắn hành trình ga cho xe bay nhanh hơn. Tay con TWM đã quá quen thuộc anh em chơi xe nhiều năm qua, không cần phải giới thiệu quá nhiều. Dàn chân trước thấy những góc ảnh quen thuộc với dầu Hells được bấm mất dầu phong cách CC kết nối với heo dầu diesel 1 bit và được minh lệ bằng công nghệ phay CC tạo hình một logo Brembo ở giữa, sau đó đi xử lý cái màu sắc lại cho giống với Brembo. Đây là một cái cách chơi vừa có thể tận dụng với heo dầu sim mà không cần phải chế cháo, giá thành cũng rẻ mà rất là mắc. Hệ thống treo sau được ấn định khi trang bị các phục Collin bình dầu rời, cho phép chủ xe chủ động hơn trong việc kiểm soát hành trình hồi trả của phục thông qua hơi nứt chỉnh ở cái chân cho bình dầu. Với tổng chiều cao là 208mm, cái phục Collin khi vào xe sẽ cho cảm giác là cao hơn 3 phần so với phục zin, đem lại hành trình tuy dài hơn chỉ được tải rất nhiều hơn. Hệ thống ống xả của xe dụng là cái bộ Umar Racing được cố định vào phần đầu với cái bộ két chân zin, nhưng được minh lại bằng cách là ốp cặp bồng bờ, tạo ngoại hình 3D tinh tế và thẩm mỹ hơn rất nhiều. Chèn chân được trang bị cái mâm Rinspoy cho cái trọng lượng của em nó nhẹ nhàng hơn, gia tăng sức mạnh, ngoại hình cũng đẹp cũng như giúp cho em nó hài hòa hơn. Tổng thể cái dàn áo của xe là sự kết hợp đa dạng nhiều quốc gia, khuôn cái dàn áo và tem zin bao gồm cái dàn sao chính hãng từ I15 ZR của Malay, che trước của Exciter 104 số, còn lại là những gương mặt đi kèm như là phát bắt biển Titan, cần số và cái cần thắng đèn của FX Skin Indo. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này là trực tiếp, nhớ like, subscribe.